Đây chính là giai đoạn máy vắt với tốc độ vòng vắt cao nhất 1.400 vòng vắt 1 phút đây ạ. Tôi mở sẵn lớp vỏ bên ngoài, quay video không sử dụng mic để các bạn cảm nhận rõ độ ồn và rung lắc. Đây là chiếc máy giặt AI thông minh bán chạy nhất của thương hiệu Samsung, được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Với tính năng tự động phân bổ liều lượng giặt, tốc độ vòng vắt lên đến 1.400 vòng vắt 1 phút, nhưng mức giá lại rất là phải chăng. Các bạn thấy ly nước thì được im, không hề dịch chuyển. Tuy nhiên nước trong ly thì có sóng sánh. Tất nhiên rồi ạ, nó đang vắt 1.400 vòng vắt 1 phút cơ mà. Các bạn thấy hai bên sườn cũng như mặt đằng trước, máy không quên ra cường những thanh hợp kim giúp tăng độ vững chắc. Một số thương hiệu họ chỉ gấp mét cái lớp vỏ tôn để tận dụng thôi ạ. Đó, dẫn động gián tiếp thông qua dây cu loa. Tôi để điện thoại cách máy giặt chỉ khoảng 30cm thôi ạ. Rất yên tĩnh, chủ yếu là tiếng gió. Tại công ty kỹ sư điện máy của chúng tôi luôn có truyền thống chiêu mộ những thành viên xuất phát từ kỹ thuật tốt nghiệp trung cấp điện lạnh trở lên, chuyển họ vào phòng kỹ thuật để vận chuyển lắp đặt, sau đó từng bước chuyển họ sang phòng tư vấn bán hàng. Chúng tôi luôn tin tưởng và đánh giá cao cái sự am hiểu kỹ thuật, và quan trọng hơn là kỹ năng bán hàng. Và 100% nhân viên tư vấn tại kỹ sư điện máy phải có trải nghiệm và giờ bay thực tế, từ đó nâng cao chất lượng tư vấn. Nếu trong quá trình sử dụng có bất kỳ vấn đề gì xảy ra đối với máy giặt, nếu mua tại kỹ sư điện máy, bạn cứ gọi trực tiếp cho nhân viên tư vấn, ở đó họ giải đáp được phần lớn các sự cố thường gặp. Tất nhiên những kỹ thuật nặng thì là gọi trung tâm bảo hành, nhưng những sự cố nhỏ nhỏ thì họ có thể giải quyết được ngay qua cuộc gọi FaceTime. Đi nước từ im không hề di chuyển, có sóng sánh. Tất nhiên rồi, trong lồng giặt đang có một nửa lồng khoảng 3 kg đồ giặt, và máy vắt tốc độ 1.400 vòng vắt 1 phút. Tuy nhiên là rất êm. Cũng tại chính căn phòng này thì chúng tôi đã test rất nhiều chiếc máy giặt khác nhau, nhưng đây là một trong những chiếc mà đem lại cái kết quả ưng ý nhất. Ly nước không di chuyển, chỉ sóng sánh nhẹ. Nếu các bạn ở nhà mà sử dụng máy giặt thấy nó chạy đi chơi hay rung lắc quá, các bạn nhớ kiểm tra 4 cái chân phía dưới ạ, để chỉnh cho máy cho khỏi cập kênh, và đặt một thước LiGo để cho nó giữ cân bằng. Đây tôi đang vắt máy mới đây ạ, 1.400 vòng vắt 1 phút, các bạn thấy nó có di chuyển không ạ? Đứng im, chỉ có ly nước là có sóng sánh nhẹ. Đây là chiếc máy giặt thông minh của Samsung. Đó, nó vừa mới trải qua cái giai đoạn tốc độ vòng vắt tối đa cho nên nó đang giảm tốc đây ạ. Đó, các bạn có nhìn thấy cái đồ giặt bên trong không ạ? Tôi đợi thêm vài chục giây nữa để máy nó dừng hẳn, thì các bạn nhìn rõ ràng bên trong nó có một nửa lồng giặt, chứ không phải là tôi chạy không tái. Đó, cái motor dẫn động gián tiếp này thì nó có cái ưu điểm là nhờ có cái dây đai nó có độ tính năng đàn hồi co giãn, cho nên nó rất mượt mà khi nó chuyển động ra lồng giặt. Còn motor dẫn động trực tiếp thì nó có ưu điểm là đem lại tốc độ vòng vắt cao, nhưng khi motor mà nó bắt chặt vào lồng giặt ở vị trí này thì cũng làm cho cái trọng tâm nó bị cao lên, lồng giặt tự nhiên nó nặng thêm bao nhiêu kg thì nó tăng độ rung lắc. Nó cũng có ưu và nhược điểm cả, chứ không phải là cứ dẫn động trực tiếp là ưu điểm tất đâu ạ. Không phải ngẫu nhiên mà những thương hiệu hàng trăm năm tuổi như là Electrolux thành lập từ 1919 hay Panasonic thành lập từ 1918, họ đâu có thiếu năng lực mà tại sao họ vẫn sử dụng motor dẫn động gián tiếp. Đó, trong lồng có một nửa lồng giặt là các chiếc khăn tắm đấy ạ. Để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm máy giặt cửa ngang cao cấp, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất funny, máy giặt dành cho giới trẻ. Tôi đã kết thúc giai đoạn vắt rồi đấy ạ. Nó báo là chu trình đã hoàn tất. Đó, tôi mở lồng giặt ra để các bạn chứng kiến. Một nửa lồng giặt trong máy.